Rosa Alba Resort và Villa Tuy Hòa, tận hưởng khoảng thời gian lắng đọng. Hoàn toàn gà giao dịch với nhau đây. Cảm ơn anh Sa nhé. Gà đấy. Nhưng mà trước khi bán anh có cái vấn đề là tiếc nuối hay là thể hiện được cái tác phẩm này nó thế nào? Thể hiện nó đây là ở giao đi tình cảm. Tình cảm à? Ừ, tình cảm nhá. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đấy, được chưa? Thằng này kia lại không có cây nữa rồi. Đấy. Đi đang quý lắm. Được không? Giả lắm. Nhỏ nhưng mà quý. Ôi giời ơi. Được rồi đi, anh em xuống đi. Nó già hơn cái lúc anh sao anh nói cơ. Wow. 25 phân. Hơn 30 phân. Wow. Chất quá trời. Con này 30 phân. Đùn nhũn nhiều đầu. Đây là một cốt rất đẹp. Cốt mini đẹp quá. Hơn 20 phân. Cốt xì. Wow. Giả nhũn kinh khủng luôn. Rất là quý, rất là tiềm năng. Wow, cái mini đẹp quá. Vâng ạ. Bây giờ bọn em đi đám cưới. Ôi dồi ôi. May mời nhà con rỗ. Vâng. Hôm nay là đẹp. Kho đồ nhũn. Nôn lực ở đây hết. Nhà em ạ, em có vài cây. Toàn cây vớ vẩn, không như là vườn anh sao này. Toàn cây khủng khiếp này. Quá đẹp luôn. Chỉ cao khoảng 25 phân này quý vị. Oxy này. Một vườn cây cốt mini thực sự là đẳng cấp, thực sự luôn. Không hề nói điêu. Ngày hôm nay thì tôi chia sẻ cho quý vị các bạn vườn anh sao gà. Tôi cũng nghe đã lâu nhưng hôm nay cũng mới được đến tham quan và ghi được cái hình ảnh đồ chơi anh sao thực sự là quá chất. Cũng xì cao khoảng 50 phân. Cột lùn nhũn. Dạ. Cũng không bằng một cái phôi ở đây đâu chị ạ. Không bằng đấy, cũng quẩy thôi đấy. Vâng. Không bằng một cái cây bé nhất ở đây. Wow, đẹp quá trời. Con này khoảng 40 phân, hơn 40 phân. Đến với vườn của anh sao gà thì quý vị sẽ bộ thực cây mini. Quá nhiều thứ để cho chúng ta lựa chọn.
Càng đi thì càng mở rộng tầm mắt, càng thấy rằng là Việt Nam chúng ta có rất nhiều các nhà vườn. Đẳng cấp những cái phong cách chơi rất là tinh tế. Cái này quá già, cao 40 phân. Đấy, vị nhìn rõ không ạ? Wow, cục nô luôn. Chỉ hơn là 20 phân chút, 30 phân. Ui, bọn em Hà Nội làm gì có đất chị? Chật lắm. Hai nhà chị thì cũng là thành phố rồi. Này còn chật gì nữa? Thì phải chút chiến ăn nhớ không? 75 triệu mua không? Tôi nhớ không? Anh mua cái này không? Nếu thì bắt cháy thì ép cho mua. Về nhà thằng dân nó có ăn nào mà chú ơi, cháy rồi. Ê, bóc đẩy cái sẹo này gì? Đấy. Còn cái sân bên kia nữa hả anh? Ừ, còn sân bên kia. Anh, con này mang rồi. Con nào? Con này em mua của thằng Tuấn dâu 25 triệu. Mua chưa? Tuấn ừ. Ừ, thật đấy, cũng vàng đấy. Đập vào mặt luôn một cái cục nu quá to. Cây thì cực già. Cao 40 phân. Wow. Đẳng cấp thực sự. Bội thực cây mini luôn thưa quý vị ơi. Chậm quá, không nhìn rõ cốt. Cây này cũng gần hoàn thiện đây. Đang nuôi thành một cây ba vai. Cao 60 phân. Rất lùn nhưng mà lại toàn là nu toàn thân. Đấy, già thế này cơ mà. À đấy ạ, mới cho lên ạ. Mới chống thấm lại, mới được rượu. Trước nó bị thấm xuống hả chị? Vâng. Tưới nhiều quá. Không phải, nó trước là cái ao nó không thấm, nó ăn nhiều nhà mới. À, cái ao ở dưới này chắc là nó bị xuống, nó bị lún hả chị? Vâng, nó lún rồi nó nứt, nó đột vào nhà ấy. À, nó lún xong bắt đầu là nó co. Rồi, thì làm mới xong ấy. Nó nứt xong bắt đầu là nó nước nó xuống ạ. Vâng. Đẹp đẹp luôn. Đấy cho nó đẹp. Và lên khách vào đúng rồi, lên kệ như này thì
trang trọng hơn. Chậu trúc đẹp, chân nó đẹp. Vâng. Mình ngắm cây nó dễ ngắm ảnh. Nó phải ngắm được chị ạ chứ. Chật quá. Ôi thì à, ít nữa thì anh thích thì anh ấy làm anh ấy cái nhà to tướng đó mà. Ôi tiền đâu anh? Anh ấy thiếu gì đây tiền? Ngày nào em phải đi nhắc. Vâng, chị vợ anh sao rất là chịu khó. Anh nghĩ bao nhiêu cây mũ đều phải được ăn ấy. Này để xem gặp kiểu gì, gặp rộng nhỉ? À, gặp cái này. Hay là dai của mình. Đâu nó ra, nó vọt này ra gì? Cái này này nó còn phải đưa lắm. Đâu, 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 cái mầm này nó đây. Nhưng mà lại quá cái nhiều. Cái mầm nó còn của cái này này. Vũ ra đi. Cái này là nước ai? Nếu mà chúng ta có điều kiện đến nhà anh sao tại thành phố Hải Dương để giao lưu. Thực sự là một cái dòng đẳng cấp nếu nói về dòng cây mini. Mình chia sẻ cho quý vị các bạn. Những cái cốt xanh và xì rất là tiềm năng và giá trị. Quý vị nhớ đăng ký kênh để theo dõi các cái video mới, để nhận thông báo các video mới của kênh Nghệ Thuật Bonsai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.